chào các bạn nha. Hôm nay mình làm đi chơi thác Bản Khiếng ở Lộc Bình. Rất là mát mẻ và trong lành đây. Ở đây suối mát cứ chảy róc rách róc rách róc rách. Cứ tự này mi pa này. Là mùa hè mình áp cho tận này luôn á. Cái hao hở mình áp á. Ô nè. Mở tầm mùa hè rồi khỏi này mà áp đang bán trước đấy. Ờ đứng ở chỗ đây đây thác cái đẹp ô. Đây báo lại với cái tỉnh nào ấy. Thác này rất là đẹp. Ô độ sâu 5 mét nha các bạn. Ai biết bơi thì mới tắm được, mùa hè người ta ra đây tắm nhiều lắm luôn.